Ơi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Trước khi giới thiệu về sản phẩm thì lưu ý bên nhà em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi số khác. Bên nhà em thì chuyên kẹo chì, kẹo đóng máy, kẹo chì nhập giá rẻ phục vụ anh em. Mẫu em quay như nào em sẽ gửi hàng cho em như vậy, chứ không quay một kiểu gửi một kiểu. Cam kết đúng hàng, đúng mẫu mã, chuẩn size luôn cho anh em. Tiền nào của đấy anh em ạ. Đấy, quay dòng nào thì anh em biết dòng đấy, còn anh em còn lâu dài chứ không phải ngày 1 ngày 2. Đấy. Còn anh em bỏ em 1 2 phút xem đăng ký kênh và like video. Thật ra thì hôm nay em làm cái video này cho anh em thì quay cái kẹo sờ lung. Sờ lung là sờ lung 4.5, 5.5, 5.5 18 và 6.35. Cái như sờ lung này là cái độ uy lực của nó là mạnh nhất. Đấy, độ chuẩn và độ trụ của nó là cao nhất cho anh em chơi và trải nghiệm. Anh em chưa chơi dòng này thì anh em nên trải nghiệm thử để cho biết cái dòng sờ lung này nó chơi như nào, độ ổn định nó ra sao. Thì trước khi giới thiệu về sờ lung thì em có giới thiệu trước bên trên em về hàng lấm. Hàng lấm hàng rẻ nhất bên em là hàng 350.000 một ký. Đấy, 350.000 một ký, loại này thì em chưa bao cước vận chuyển. Cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Loại này thì chất lượng của nó thì cực kỳ tốt, độ ổn định nó cao. Đấy, 10 viên như một. Loại này thì mẫu em quay như là em sẽ gửi hàng cho em như vậy, chứ không quay một kiểu gửi một kiểu. 350.000 thì có những size như 5.5, 5.52, 5.5 4, 6.35 và 6.38. Đấy, để phục vụ anh em đi rừng, phục vụ anh em đi rừng nhé. Chất lượng thì loại này thì cực kỳ tốt, độ ổn định nó cao rồi, anh em khỏi phải bàn với dòng này. Còn không thì anh em có thể tham khảo hàng chì nhập nha anh em nhé. Chì nhập loại này thì bao luôn cho anh em cự ly là 78 90m, xa hơn tùy thuộc theo cành. Loại này thì chất lượng của nó thì cực kỳ tốt, độ ổn định nó cao, 10 viên như một. Đấy, chất lượng của loại này thì không khỏi phải bàn rồi, đều đẹp không viêng. Đấy, chất lượng thì rất chi là ok, độ đều, độ đẹp, độ ổn định cao. Đấy, về vấn đề chính hàng sờ lung thì những anh em nào chưa dùng hàng sờ lung, chưa anh em chưa dùng hàng sờ lung thì anh em lên tham khảo cái mẫu sờ lung này để chơi. Thì sờ lung đây hiện tại em đang quay cho anh em là sờ lung 4.5, có độ hot cực kỳ cao luôn cho anh em. Sờ lung 4.5 thì loại này thì có độ phá cực kỳ cao, hàng này hàng chì hàng nhập nên là chì dây nên là không sợ hại khương ngoại cảnh. Anh em chỉ cần tăng áp, tăng búa lên một tí, chơi rất chi là ok. Đấy, chơi rất chi là ok. Chơi dòng này thì cực kỳ sướng, anh em cứ tham khảo chơi thử trải nghiệm. Còn không thì anh em có thể tham khảo hàng 5.518. 5.518, đây là mẫu 5.518. Và này thì chất lượng cực kỳ tốt. Đấy, độ ổn định nó cao, 10 viên như một. Độ đều, độ đẹp của nó cực kỳ tốt. Đây anh em nhìn xem, đây 5.518, dùng cho cành 5.52. Đấy, đây là hàng nhập anh em nhé, nên là chất lượng của nó thì cực kỳ chuẩn luôn cho anh em rồi. Đấy, số của nhà em có cả 635, 635, 638, 640. Đấy, mẫu mới bên nhà em cho anh em chơi. Thì tiền nào của đấy, anh em cứ dùng mẫu nào thì anh em biết mẫu đấy. Còn tất cả anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên nhà em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.